Lũ quét bất ngờ trong đêm khiến nhiều người tử vong và mất tích ở Điện Biên. Xe container lao thẳng vào chợ khiến hai cháu nhỏ và một người đàn ông tử vong. Truy tìm hai tên cướp kéo lê nạn nhân hàng trăm mét trên đường lớn. Đi ăn cưới, 5 người phải nhập viện do ngộ độc rượu, một người đã tử vong. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước đang phải hứng chịu những hậu quả nặng nề do ảnh hưởng của bão số 2. Rạng sáng ngày 25 tháng 7, tại xã Mường Pồn, tỉnh Điện Biên đã xảy ra một trận lũ quét nghiêm trọng, cuốn trôi 10 căn nhà và 9 người thương vong, mất tích. Ông Ngô Xuân Trinh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên cho biết, lũ quét bất ngờ xảy ra trong đêm khiến người dân 4 bản, Tin Tốc, Bản Lĩnh, Mường Pồn 1, Mường Pồn 2 không kịp trở tay. Thống kê nhanh, đến 7 giờ 30 ngày 25 tháng 7 đã có 2 người tử vong, 5 người mất tích, 2 người bị thương. Lũ quét khiến 10 nhà bị đổ sập hoàn toàn, 8 nhà bị hư hỏng một phần, hơn 40 hectare sản xuất nông nghiệp bị vùi lấp. Quốc lộ 12 đoạn qua địa phận xã Mường Pồn bị tê liệt hoàn toàn. Ông Ngô Xuân Trinh cũng cho hay, lũ quét khiến đường quốc lộ bị ảnh hưởng, có 3 đoạn bị sạt lở. Ngành nông nghiệp cũng bị thiệt hại lớn, hiện tại chưa có con số thống kê cụ thể. Khi nhận được thông tin, ngay trong đêm, chính quyền huyện Điện Biên đã huy động lực lượng chức năng đến tham gia hỗ trợ người dân và tìm kiếm cứu nạn. Hiện có khoảng 100 người đang tham gia công tác cứu hộ, chia thành hai hướng, khẩn trương vừa tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân, vừa di dời tài sản của người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Theo cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, trong nhiều giờ tới, khu vực huyện Điện Biên vẫn tiếp tục xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Điều này ảnh hưởng lớn đến công tác tìm kiếm cứu nạn người mất tích của địa phương. Xe container lao thẳng vào chợ khiến hai cháu học sinh và một người đàn ông tử vong. Thưa quý vị, sáng ngày 25 tháng 7, một chiếc xe container bất ngờ tông trực diện vào nhà dân ở khu vực chợ 312, xã Đắk Rô La, huyện Đắk Miêu, tỉnh Đắk Nông, khiến ít nhất 2 người tử vong và nhiều người khác bị thương, trong đó có 2 cháu học sinh. Ngày 25 tháng 7, ông Lê Văn Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Miêu, tỉnh Đắk Nông cho biết, ông đang đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh, làm 2 người tử vong. Vào khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, xe container của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ giao nhận vận tải Sơn Thịnh Phát, thành phố Hồ Chí Minh, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14 cũ, theo hướng từ tỉnh Đắk Nông sang tỉnh Đắk Lắk. Khi đến chợ 312, xã Đắk Rô La, huyện Đắk Miêu, đã bất ngờ lao lên vỉa hè và đâm vào 2 nhà dân. Vụ tai nạn làm 2 cháu học sinh tử vong tại chỗ và nhiều người khác bị thương. Một người đàn ông được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong ngay sau đó. Danh tính các nạn nhân tử vong gồm cháu HMD sinh năm 2009, HMQ sinh năm 2006 và anh NBC sinh năm 1967. Chính quyền địa phương huyện Đắk Miêu cùng các lực lượng chức năng tập trung đưa xe container gây tai nạn ra ngoài để tìm kiếm thêm các nạn nhân còn có thể mắc kẹt bên trong. Vụ tai nạn kinh hoàng gây sập một phần căn nhà của ông HMT và hư hỏng nhiều tài sản. Được biết, khu vực chợ 312, xã Đắk Rô La là điểm đen về tai nạn giao thông. Trước khi xảy ra tai nạn, chiếc xe container đi song song cùng chiều với một chiếc tải khác. Theo ông Lê Văn Hoàng, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đang tập trung cứu hộ, cứu nạn và xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc. Lực lượng công an đang tập trung phân luồng, điều tiết, đảm bảo giao thông qua khu vực. Truy tìm hai tên cướp kéo lê nạn nhân hàng trăm mét trên đường lớn. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Ngày 25 tháng 7, Công an quận Tân Bình cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra, truy xét vụ cướp giật kéo lê nam thanh niên hàng trăm mét trên đường. Trước đó, khuya ngày 23 tháng 7, nam nhân viên quán ăn gần giao lộ Lữ Gia, Nguyễn Thị Nhỏ, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh sử dụng điện thoại iPhone 11 thì bị hai nam thanh niên đi xe hiệu Vario áp sát cướp giật. Dù bất ngờ nhưng nạn nhân vẫn kịp nắm được áo của một trong hai kẻ cướp giật và bị kéo lê vài trăm mét trên đường Lữ Gia theo hướng về đường Lý Thường Kiệt. Khi đến trước căn nhà trên đường Lữ Gia, nạn nhân rơi xuống, lăn nhiều vòng, bất tỉnh.
Theo thông tin ban đầu, nam nạn nhân tên là PXD, sinh năm 2007, quê Quảng Bình. Khoảng cách bị kéo lê từ quán ăn đến địa điểm rơi xuống vào khoảng 200m từ quận Tân Bình sang quận 11. Theo một người dân chứng kiến, hai nam thanh niên cướp giật chạy xe tốc độ cao. Người dân kể lại, tôi chạy rất nhanh để đuổi theo nhưng không kịp. Nạn nhân ngã xuống đường, bị thương, xây xát nhiều nơi trên cơ thể, tài sản bị mất. Chủ quán ăn nơi nam thanh niên làm việc cho biết hiện sức khỏe của nạn nhân đã dần ổn định, không ảnh hưởng tính mạng. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Đi ăn cưới, 5 người phải nhập viện do ngộ độc rượu, 1 người đã tử vong. Thưa quý vị, vừa qua trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra một vụ ngộ độc nghiêm trọng gây xôn xao dư luận. Cả 5 nạn nhân đều phải nhập viện cấp cứu sau khi uống cùng một loại rượu trong bữa tiệc cưới. 1 người hiện đã tử vong. Bộ Y tế yêu cầu tiến hành truy xuất tận cùng nguồn gốc loại rượu gây ngộ độc này. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho biết đã nhận được thông tin từ Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai về 5 trường hợp đang cấp cứu do ngộ độc cồn công nghiệp methanol sau bữa tiệc cưới. Trong đó có 1 trường hợp ở tỉnh Thái Nguyên và 4 trường hợp ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Cả 5 người được xác định cùng uống một loại rượu xuất xứ ở tỉnh Thái Nguyên. Tại công văn gửi Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, Bộ Y tế yêu cầu phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên dừng lưu thông ngay các sản phẩm rượu nghi ngờ gây ngộ độc và các cơ quan chức năng trên địa bàn tiến hành truy xuất tận cùng nguồn gốc sản phẩm rượu nghi ngờ gây ngộ độc trong vụ việc trên, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định. Đồng thời đề nghị Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Sở Công Thương thành phố Hà Nội điều tra ngăn chặn việc sử dụng, lưu thông sản phẩm rượu nêu trên địa bàn. Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, chú trọng các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu nhỏ lẻ, đặc biệt là các cơ sở nấu rượu thủ công. Ngăn chặn kịp thời các loại rượu sản xuất, pha chế không đảm bảo an toàn, rượu không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác gây ra nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng đưa ra lưu thông trên thị trường. Trước đó, ngày 23 tháng 7, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 4 trường hợp ngộ độc cồn công nghiệp methanol. 2 ngày trước khi nhập viện, 4 bệnh nhân có uống rượu tại một tiệc cưới ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Sau khi uống rượu, những người này có biểu hiện mệt nhiều, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, chân tay run, khó thở. Trong mâm cỗ cưới có 5 người uống nhiều rượu nhất đều phải nhập viện. Những người này đều uống 2-3 bữa rượu tại tiệc cưới, 1 người đã tử vong trước khi vào viện. Kết quả xét nghiệm mẫu rượu các bệnh nhân uống cho thấy hàm lượng nồng độ cồn công nghiệp methanol rất cao. Ngày 25 tháng 7, Công an thị xã Phú Mỹ tiến hành trích xuất camera, phối hợp cùng các cơ quan chức năng củng cố hồ sơ xử lý vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người tử vong tại chỗ. Khoảng 11 giờ 15 ngày 24 tháng 7, xe tải biển số 51D17783 do tài xế DVH sinh năm 1995 điều khiển, lưu thông theo hướng từ thị xã Phú Mỹ qua huyện Châu Đức. Khi đến giao giữa đường Võ Văn Kiệt với đường Bình Giã thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 72E172976 do bà NTH sinh năm 1972 điều khiển. Theo hình ảnh được ghi lại, cả người và xe máy bị xe tải tông trúng giữa ngã tư, sau đó đẩy lên vỉa hè đến khi đụng vào tường và hàng rào lưới B40 nhà người dân mới dừng lại. Sau vụ va chạm, nạn nhân tử vong tại chỗ, lực lượng chức năng phải thuê phương tiện cẩu xe tải lên mới tiếp cận được hiện trường. Mưa lớn những ngày qua đã khiến cho hàng loạt xe máy, ô tô bị hư hỏng nặng nề. Ghi nhận của phóng viên tại một số cửa hàng sửa chữa xe máy, gara ô tô trên khu vực Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội, cửa hàng nào cũng đang chật kín xe đợi bảo trì. Một số chủ cửa hàng sửa chữa cho biết số lượng khách những ngày này tăng gấp đôi so với ngày thường. Sau cái trận mưa thì số lượng xe bị ngập nước các thứ này vào xưởng gara là khá nhiều, nhiều hơn gấp đôi bình thường. Vì do là xe gầm thấp các thứ là ngập nước, nước sâu ấy, là nó bị ngập nước cái cổ hầu như chết máy hết. Hiện tại chỗ này thì chắc khoảng tầm đang xe sửa ngập nước khoảng tầm 15-20 con thôi. Nhưng ngày mưa gió này thì bọn tôi sẽ xử lý là sẽ nổ thôi, chỉ thế nổ cho dân thôi. Thay dầu đây giếp các thứ là nó vào máy thì mình thay dầu giếp là ok thôi. Nhiều người dân cho biết, những lúc cao điểm phải chờ đợi nguyên ngày mới được nhận xe vì nhu cầu sửa chữa quá lớn. Phải vào sửa xe nhưng mà vẫn đang đặt ở trên bàn, đông người chữa quá, giờ chưa đến lượt. Rất lâu, rất là đông người sửa, rất là đông người bị, chứ không phải là một người thợ làm liên tục, không lúc nào ngừng nghỉ. Mà bây giờ xe vẫn rất là nhiều. Theo một số trung tâm bảo dưỡng,
nên kiểm tra xe sau khi lội nước càng sớm càng tốt. Nước bẩn trên đường ngập dễ gây hại đến sơn xe và gầm xe. Vì vậy, tài xế nên rửa xe để hạn chế các hỏng hóc bên ngoài và cần đi bảo dưỡng hệ thống cơ, hệ thống treo, hệ thống đèn điện để chắc chắn nước không lọt vào bên trong và không gây hại gì cho hệ thống vận hành của xe. Sau phản ánh của báo Lao động về tình trạng rác thải ngập ngụa trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, đến thời điểm hiện tại thì theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng này cơ bản đã được khắc phục. Ghi nhận của phóng viên báo Lao động vào chiều tối ngày 24 tháng 7 trên tuyến đường Võ Văn Kiệt đi qua địa bàn hai quận Ninh Kiều và Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Đơn vị thu gom đã tiến hành dọn dẹp những bãi rác lớn nhỏ nằm ngổn ngang trên vỉa hè, lòng đường mà báo Lao động đã có bài phản ánh vào ngày 22 tháng 7. Trong đó bao gồm các loại rác sinh hoạt, rác xây dựng cũng như các mảnh chai, thủy tinh. Theo ông Nguyễn Phúc Như, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, thời gian qua đơn vị thu gom gặp một số khó khăn, hiện đơn vị đang nỗ lực phối hợp với địa phương để sớm khắc phục. Đường Võ Văn Kiệt thì rất là nhiều cái điểm rác bị đổ trộm. Các hộ dân thì ngoài cái giao rác cho công ty để thu gom hàng ngày, tuy nhiên thì có một số loại rác như rác cồng kềnh, rác thải không đốt được. Cái loại rác này thì hiện nay thành phố là không có điểm xử lý. Do đó thì công tác mà thu gom với giao rác thì cũng không có được để đúng vị trí. Thường là để những cái bãi đất trống lâu ngày sẽ hình thành những bãi rác phát sinh. Để duy trì cái giải pháp căn cơ thì này phải tuyên truyền vận động cho người dân là phải để rác đúng nơi quy định. Thứ hai là cũng phải phân loại rác cho nó đúng. Về vấn đề này, chiều ngày 24 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã có văn bản về việc giải quyết phản ánh của báo Lao động về tình trạng rác thải sinh hoạt tràn lan trên đường Võ Văn Kiệt. Theo văn bản, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy khẩn trương tổ chức kiểm tra công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 31 tháng 7. Hiện nhiều thí sinh đã biết kết quả xét tuyển sớm năm 2024, yên tâm có suất vào đại học. Tuy nhiên, những năm gần đây ghi nhận nhiều trường hợp đã trúng tuyển sớm nhưng trượt oan vì nhiều lý do. Trong thực tế mấy năm nay là có rất nhiều bạn cũng đã không để ý, cứ nghĩ là nhà trường đã công bố là bạn đạt được cái ngưỡng điểm trúng tuyển xét tuyển thì bạn ấy nghĩ là bạn ấy đã trúng tuyển rồi. Thế bạn cứ ung dung ở nhà và không đặt cái nguyện vọng gì cả. Thế thì các bạn ấy, đối với các bạn này thì các bạn ấy cần phải lưu ý là đây là các bạn là trúng tuyển có điều kiện. Cho nên là các bạn ấy còn phải thêm một cái điều kiện, hai cái điều kiện nữa. Đó là thứ nhất là cái điều kiện về là bạn phải đạt tốt nghiệp. Nguyện vọng thứ hai, điều kiện thứ hai nữa là bạn ấy phải có cái nguyện vọng của cái ngành bạn đủ điều kiện trúng tuyển này trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục Đào tạo. Thì lúc đó bạn ấy mới được xét trúng tuyển chính thức vào học viện. Bên cạnh đó, có rất nhiều trường hợp các thí sinh nhầm mã ngành hoặc nhầm trường khi điền thông tin đăng ký xét tuyển đại học. Đây cũng là một trong những lý do phổ biến khiến các thí sinh trượt oan. Lưu ý các bạn là lưu ý trong cái việc là chọn trường để mình chọn được cái địa chỉ và đúng nhất, và đúng đắn và tin cậy nhất trong cái quá trình mình để tạo cái cơ hội việc làm sau này cho bản thân mình. Để chắc suất vào đại học, thí sinh cần chuẩn bị kỹ lưỡng, đọc kỹ hướng dẫn, kiểm tra cẩn thận thông tin và giấy tờ, cũng như thường xuyên cập nhật thông tin từ cơ sở giáo dục đại học. Sự cẩn trọng và chuẩn bị chu đáo sẽ giúp thí sinh có được cơ hội tốt nhất trong quá trình xét tuyển vào các trường. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp quý vị vào chương trình tiếp theo.